Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trụ sở New York, Mỹ, hôm 24 tháng 4, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield đã chất vấn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai công dân Mỹ đang ngồi tù ở Nga, báo The Hill hôm 25 tháng 4 đưa tin. Bà Thomas-Greenfield cáo buộc Nga đã vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc với cuộc chiến tại Ukraine. Phát biểu của Đại sứ Mỹ được đưa ra tại cuộc họp cho ông Lavrov chủ trì. Nga hiện giữ ghế chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 4. Bà Thomas-Greenfield gọi việc Nga bắt giữ các công dân Mỹ cũng là hành động vi phạm luật quốc tế. Nga bắt giữ nhà báo Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal về cáo buộc làm gián điệp và tiếp tục từ chối trả tự do cho ông Paul Whelan, người đã thi hành được 4 năm tù với bản án 16 năm tù giam vì cáo buộc tương tự. Mỹ bác bỏ cáo buộc đối với hai công dân nước này và khẳng định cả hai trường hợp đều là bắt giữ phi pháp. Tại phiên họp, Đại sứ Thomas Greenfield Mỹ yêu cầu Nga trả tự do cho hai công dân Mỹ. Trong khi đó, ông Lavrov cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho các nhà báo Nga đưa tin về chuyến công tác của ông tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo thế giới đang đối mặt giai đoạn nguy hiểm thậm chí có thể còn cao hơn giai đoạn chiến tranh lạnh, theo Reuters. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.